có một cái anh ấy sử dụng máy mài và anh ấy chuyển qua cái bộ lam để anh ấy dùng cưa gỗ. Mà thực sự cái việc mà sử dụng máy mài tua chạy cao chúng ta lắp sang bộ lam nó thì thực sự rất là nguy hiểm luôn. Cho nên chủ trương của bên em là không bán ngay từ đầu. Trong video này em sẽ chia sẻ cho mọi người tại sao nó nguy hiểm và cũng sẽ có một cái vài mẫu máy pin giá rẻ và máy điện giá rẻ báo cho anh chị. Xin chào cô chú anh chị đến với kênh YouTube của cửa hàng điện máy Tây Hồ. Đấy thì trưa hôm nay em đọc được một cái bài đăng trong nhóm về hội nghề mộc ấy. Đấy mọi người có thể xem ở đây này. Thì thực sự nó là một cái sự việc rất là đáng tiếc xảy ra, đó là có một cái anh ấy sử dụng máy mài và anh ấy chuyển qua cái bộ lam để anh ấy dùng cưa gỗ. Thì thực sự việc đấy là rất là nguy hiểm và đấy cũng là một trong những lý do tại sao em không bán cái bộ đó. Mặc dù bộ đó rất rẻ, cái bộ đó giá cực kỳ rẻ luôn, nếu mà lấy xỉ số lượng lớn ấy về bán thậm chí còn cho được cho anh em. Đấy những cái bên mà bán Hitachi nhái đều watt nhái là họ cho luôn anh em đấy. Nhưng mà thực sự cái việc mà sử dụng máy mài tua chạy cao kể cả đối với máy mài pin hay với máy mài điện để chúng ta lắp sang bộ lam nó thì thực sự rất là nguy hiểm luôn. Cho nên chủ trương của bên em là không bán ngay từ đầu. Đấy những cái việc nguy hiểm như thế là không bán nhá. Thì trong video này em sẽ chia sẻ cho mọi người tại sao nó nguy hiểm và cũng sẽ có một cái vài mẫu máy pin giá rẻ và máy điện giá rẻ báo cho anh chị. Đấy một số mẫu thì là xả kho này. Thì thực sự là những cái mẫu máy mài điện ấy thì nó chạy tua cực kỳ cao luôn. Mọi người lưu ý nhá, những con máy mài điện ví dụ như con này, những cái dòng điện như này nó chạy tua phải tầm khoảng 9.000 đến thậm chí là 11.000, một số mã chạy 11.000 vòng trên phút cơ. Nó rất là nhanh, nó nhanh hơn nhiều so với tua của cái máy mài pin. Đây ví dụ đo cho mọi người xem này, một con có chống khởi động lại của Hooka này. Đấy. Rồi, gần 10.000 vòng nhá. Rồi, 10.000 vòng luôn này. Gần 10.000 vòng nhá. Thế còn những cái con như này này thì nó sẽ chạy những con giá rẻ như này, máy mài giá rẻ. Đây ta gọi là máy mài giá rẻ thì nó tua nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 6.000 đến 7.000 quay đầu vòng thôi, chứ nó ít khi nó chạy lên 8.000, 8.000, 9.000 vòng thì cũng có, nhưng mà đa số là máy mài nó phải chất lượng cao. Đấy, giá cao. Đây. Cái con này tầm 6.400 này, 6.400 hoặc 6.800 thì cái tua cao như này khi mà có vấn đề xảy ra thì nó cực kỳ nguy hiểm. Đấy, không phải mỗi anh chị sử dụng máy sử dụng đá cắt đâu. Ví dụ đá cắt như này nó anh chị hình dung ra là cái này nó vỡ ra khi mà cắt nó bị sốc hay nó bị có vấn đề gì ấy thì nó văng ra đến tốc độ của nó là ví dụ không tải nó rơi tầm khoảng 11.000 10.000 đúng không? Thì khi mà vào tải nó sẽ lăn quanh khoảng 7.000 8.000 hoặc thậm chí là vài 6.000 nếu mà chúng ta tì đè nhiều. Mà tốc độ với tốc độ mấy nghìn vòng như thế mà nó văng ra thì không khác gì một viên đạn ghim vào người chúng ta cả. Rất là nhiều vụ tai nạn đã xảy ra với cái kiểu máy mài dùng máy mài như này. Đấy, cho nên là trước đây là em cắt đa số là cắt lấy chân đè lên vật cắt đúng không? Với sắt cắt. Nhưng mà bây giờ là em chuyển hết sang ETO này. Đấy, ETO là em trước khi cắt là phải căn chỉnh các thứ nó một cách là chỉnh chu nhất. Đấy, trường hợp mà nó có không cố định được khi mà nó lật ra nó làm vỡ đá gì cực kỳ nguy hiểm luôn. Nói chung là có những cái nguy hiểm mà không có cơ hội sửa sai lần hai. Đấy là những cái lưu ý cho chị. Hôm nay em đọc được cái bài đấy thực sự là xem rất là buồn luôn. Đấy, cưa xích nhá, có những cái bộ như này này họ chuyển qua họ lắp đây. Em không có bán hàng cho nên em không có bán cái bộ đấy cho nên là em không có hàng để mẫu cho anh chị xem. Nhưng mà những cái bộ đấy thì rất nhiều bên bán, thậm chí là cho luôn ấy. Mọi người biết hàng cho thì hàng thế nào rồi, đúng không? Một cái bộ máy mài pin mà chưa đến 1 triệu lại còn cho luôn cái lưỡi cắt xích rồi bộ chuyển sang lưỡi cưa xích thì nó rẻ đến mức như nào rồi, nó rẻ này, chất lượng nó không đảm bảo này, hiệu năng nó không đảm bảo và nó nguy hiểm. Đấy, chuyển qua đây đầu nó rất là dài đi cắt sắt, đi cắt gỗ, ví dụ trường hợp mà nó bị sốc sao những cái lam, những cái xích nhỏ như này. Đây, ví dụ những cái xích như này nó sắc nhọn như này mà lọ lao thẳng vào người chúng ta thì thực sự là chỉ có nguy hiểm trở lên thôi. Đấy, còn chưa nói đến tính mạng nhá. Thì mọi người lưu ý là những cái dòng máy mài như này mọi người đừng sử dụng cho mục đích khác, đặc biệt là dùng lam để cắt gỗ. Và là kể cả lam để xịn đến bao nhiêu và có bao nhiêu cái lá chắn đừng dùng. Tại vì có trường hợp gỗ chúng ta không cố định được, nó sốc là có sự cố gì nó ngoài kiểm soát là không sửa chữa được đâu. Đấy cho nên là phải báo trước mọi người nhá, em không bao giờ em bán cái đó rất nguy hiểm thôi, chứ còn như bọn em lấy xỉ giá cực rẻ thì dễ lắm cho anh chị cũng được chứ không phải là bán đâu. Đấy thì đây sẽ báo giá cho mọi người một số cái dòng máy mài và máy mài pin giá rẻ nhá. Con này nó là mài của Hukan, mã con này là K14. Con này thì nó là hàng em bốc từ đầu năm này, hàng bốc từ đầu năm số lượng lớn cho nên là được giá tốt. Thì sale cho anh chị giá là 380.000. Con này sẽ bao ship luôn cho anh chị, bao ship riêng cái mã này là bao ship. Hai con mài điện là bao ship 380.000 con này. Con này thì giá bây giờ các bên
nguyên bán vẫn là khoảng 450. Đấy, tại vì nó ra một mẫu K14 mới ấy. Thực ra là mới về hình thức thôi, chứ về chất lượng, về dây đồng, về công tắc, về động cơ các thứ nó vẫn như con này thôi. Thế con này thì trước em bốc nhiều tại vì cái màu của nó màu sạch, màu đen rất là sạch luôn, dùng gia đình, dùng công trình vừa phải là ok. Đấy, thế còn nếu mà công trình chiến nhiều hay là anh em làm mà làng nghề thì tốt nhất là cứ Đông Trang hoặc Makita hãng mà chơi. Thì con này giá là 380.000 bao ship cho mọi người. Nhận hàng kiểm tra thoải mái, đây chạy vào tiếng và tải cho anh chị nghe. Thấy con này thì tua của nó cũng nhanh. Đấy. Cốt 100 nhông nhiếc các thứ rồi cũng bỏ hết ra cho mọi người xem rồi. Lột hết rồi, cắt bao nhiêu thứ cho mọi người hết rồi. Đây. Yeah. Đây, cũng 10.000 đấy, cũng gần 11.000 vòng. Cũng gần 11.000 vòng, công tắc là công tắc đuôi nha, giá chỉ có 380.000, đầy đủ bảo hành chính hãng của Hukan. Đấy, con này là mẫu này em xả tại vì trước em ôm nhiều số lượng, bây giờ nó ra mẫu mới thì chắc là bán cũng chậm hơn, bán chậm hơn cho nên là xả 380.000 bao ship cho mọi người. Tính ra là anh chị mua con này giá có 380.000 thôi. Đấy, rất là rẻ luôn. Thế còn một cái dòng mới của Hukan nhá. Con này thì form của nó khá là giống Makita. Đấy, nó có một cái công nghệ đó là chống khởi động lại, tức là trường hợp mà bây giờ ví dụ như nhá, chúng ta đang sử dụng nhá. Đấy. Không may là mất điện đúng không, hay là kiểu trẻ con hay là ai đi qua đá vào cái dây điện như này đấy thì nó bị tột nguồn, thì khi mà có điện trở lại hay là bật lên thì nó sẽ không chạy. Đấy, chống khởi động lại, nó giống như là công nghệ của một số con hàng hãng ấy. Đê tông thì nó làm trước rồi, nếu mà hàng OEM thì đê tông làm trước rồi, sau đó Hukan vài tháng sau Hukan làm ngay. Thì đây bật lên nhá, đây công tắc vẫn mở đây. Đấy, con này là 550.000. Đấy, con này là 550.000, công tắc chống khởi động lại. Cái form này của Hukan rất là đẹp. Đấy, nhưng mà có một cái nữa em cũng lưu ý mọi người là đừng phụ thuộc quá vào công nghệ. Tốt nhất là tại vì cái công tắc này thì nó lù lù ra đây, nó là công tắc trượt, thì mọi người gạt lại khi mà có mất điện hay là khi có điện nó bị lỏng ra ấy, thì tốt nhất là chúng ta gạt lại vẫn nhìn được mà. Còn ví dụ như công tắc đuôi ấy, thì nhiều khi là chúng ta không để ý được đấy, vì nó nằm về phía dưới. Nhưng đối với những con này thì nhà máy họ đã sản xuất công tắc trượt rồi thì cũng khá là an toàn. Mọi người lưu ý nhé, cũng công nghệ là tốt nhưng mà đừng phụ thuộc, đặc biệt là những cái máy mài như này. Đấy, trường hợp mà chạy đây không chạy đúng không, chúng ta tắt đi bật lại. Đấy. Đó. Thì đây là hai cái mẫu máy mài điện, mọi người lưu ý đặc biệt cho em đó là con máy mài pin này nhá. À, con máy mài điện màu đen này, mã của nó là K14. Giá của nó thanh lý chỉ có 380.000 thôi, bao ship cho mọi người. Con máy mài điện này cũng là bao ship cho mọi người. Đấy. Thì lên cho mọi người ba cái dòng máy mài pin giá rẻ. Thực ra là gần đây em mới bán ba cái dòng máy mài pin này. Trước đây là bán những cái mã của Hukan, ví dụ 8300BL này, hay của Đông Trang, hay của DCA thì giá thân của nó sẽ hơn 1 triệu. Đấy, nhưng mà bây giờ cũng có rất nhiều anh chị bảo anh cắt ít để, tại vì máy mài pin đặc thù của nó là rất là hao pin. Đấy, thì sang tuần em sẽ làm những cái video chia sẻ về cái độ ăn dòng xả của máy mài pin. Ví dụ như là em cắt vào sắt hộp này, cắt vào sắt hộp nó ăn dòng khác, cắt vào sắt V ăn dòng khác, mà cùng một V nhá. Anh chị cắt lướt lướt nhẹ nó khác, mà cắt tì nè nó khác. Đấy, nó ăn dòng khác nhau thì sẽ đo cho mọi người về cái ăn mức độ ăn dòng khác nhau của máy mài pin. Thì máy mài pin đặc thù của nó là đốt pin cực kỳ nhiều luôn. Đấy, cho nên ví dụ mà nó anh chị có những quả pin 10 cell hay 15 cell dùng được số vài phút đến vài chục phút, đấy gọi là tạm gọi là 20 phút quay đầu ấy, liên tục thì đã là kinh rồi. Đấy, cho nên là rất nhiều cô chú anh chị bảo là em bán những cái máy mài giá rẻ nữa. Đấy, có thể là nó thiết kế chất lượng nó không bằng này, tua tốc nó không bằng này, độ bền nó không bằng, nhưng mà có nhu cầu cắt ít thì vẫn rất là ok rồi. Đấy, thì ba mẫu này nhá, hai con là của Drama này. Con này Drama mã của nó là 5122. Đấy, cốt 100 tốc độ không tải thì ghi hơi xạo tí, nó ghi 10.000 vòng cơ. Nhưng mà chắc em bảo rồi, những hàng rẻ như này nó chỉ lên quanh tầm khoảng 6.000 đến 7.000 quay đầu thôi. Đấy, tua con này nhá. Đây. 6.300. Đấy, 6.300 là cũng có đầy đủ này, tốc chậm này, tốc trung này và tốc nhanh này, cũng rất là đầy đủ tính năng của một con máy mài. Logo Drama dập nồi. Đấy, những dòng máy mài bây giờ đều là không chổi than hết nhá mọi người, lưu ý đều là không chổi than hết nhá. Đấy, và cũng lưu ý an toàn nữa, đó là sử dụng máy mài thì tốt nhất là chúng ta tháo pin ra khi mà không dùng. Đấy, trường hợp mà lắp pin như này nhá, em thật nhà có trẻ con không may đi qua là dẫm phải vào ấy, thực sự rất là nguy hiểm luôn. Đấy, cho nên là cửa hàng em những máy test như này không bao giờ lắp pin, không bao giờ lắp pin khi mà không sử dụng luôn. Đấy, thế còn cái mẫu thứ hai, cái mẫu này nó là Drama 5100. Đấy, tổng số thì nó ghi giống nhau. Đấy, 10.000 vòng thì cũng hơi xạo đúng không, nhưng mà con này thì chắc cũng loanh quanh tầm 6.000 thôi, 6.000 mấy thôi, đầy đủ chỉnh ba tốc đây này. Đấy, con này có cái là gạt số này. Đấy, rồi bốn tốc, con này là bốn tốc này, tốc nhanh này, tốc trung này, tốc chậm này, tốc rất chậm này. Đấy, chưa đo cho mọi người nhé. Đấy, tốc chậm của nó chỉ khoảng 4.200 thôi, thao tác sẽ dễ hơn này, tốc nhanh này.
6.6. Đấy, em bảo là nó chỉ loanh quanh tầm độ khoảng 7.000 quay đầu thôi, những cái mẫu máy giá rẻ. Con này là 5122, giá là 450, thân máy nhá, chưa gồm pin sạc, mọi người lưu ý. Máy mài thì mọi người mua pin nó tương đối một tí, đừng mua pin rẻ sau nó chỉ cắt được lúc đầu thôi. Sau lúc sau nó ngắt mạch, nó xả nó thấp đấy. Cái con này của nó 5100, giá là 550. Đấy, đều là cốt 100, đều là không trổi than, chân pin Makita phổ thông. Cho nên nhiều anh chị đã có sẵn pin rồi thì mua thân máy thôi. Đấy, và tua tốc con này thì cũng đo cho mọi người rồi. Đấy, con này thì cái form này thì thực sự là rất nhiều bên làm rồi. Đấy, Toyama này, Toyama Navada này, hay là Drawatt này, nói chung là hàng tàu cùng khuôn. Đấy, rất nhiều, nó chênh nhau có vài chục nghìn thôi, cho nên chất lượng em nghĩ là nó tương đương như nhau thôi. Nếu mọi người không cần hỏi là em ơi con Drama này có ngon như con Navara không, có ngon như Toyama không. Thực chất hàng OEM nó chênh nhau vài chục nghìn thì nó là do định giá của hiệu thôi, chứ còn không đáng kể nhá. Như nhau thôi, anh chị phong thủy và tin nhà bán hàng nào thì anh chị mua. Chứ còn bản thân những con này, những con Navara, Toyama của mấy cái form kiểu như này này, gạt xuống để bóp ấy, chất lượng như nhau, chắc chắn như thế. Đấy, thế còn cái mẫu này thì nó là mẫu mới nhất này. Mẫu này là thương hiệu của Hukan. Con này thì video với mở ra rồi. Đấy, mạch nhôm, các thứ, dây đồng, các thứ, bạc đạn, các thứ làm cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này thì mã của nó là 6400BL. Đấy, Hukan thì các máy mài pin của Hukan thì nó sẽ viết mã là theo cái tua. Đấy, có một con tua là 8300BL, tức là 8300 vòng. Có một con tua là 8.000 và con này tua của nó chỉ là 6.400 thôi. Đấy, nhưng mà cũng có lúc đo pin đầy thì nó lên khoảng 6.800. Đấy, thì form này thì cũng là có bóp nhá, cốt 100, logo Hukan. Đấy, chỉnh tốc đây. Đấy. Đấy, 6.400 vòng. Còn đương nhiên các mẫu máy mài em vừa báo trên đây cho mọi người, nó sẽ có đầy đủ tay cầm, chốt khóa, nắp bảo vệ. Đấy, và mọi người sử dụng máy mài lưu ý một chút, đó là tua nó rất nhanh, cho nên sử dụng tránh dùng sai mục đích. Ví dụ cắt gỗ lắp vào lam là rất nguy hiểm luôn, bởi vì tua nó rất là nhanh. Đấy, cái thứ hai là mọi người nên sử dụng tay cầm, nắp bảo vệ, chốt khóa, các thứ đầy đủ hết cho em. Đấy, mọi người cứ để ý xem những video bây giờ, càng ngày em làm càng chú trọng vào cái độ an toàn khi mà chúng ta làm. Đều có tay cầm, đều có nắp bảo vệ nhé. Và cái vật cắt nó phải cố định bằng eto hoặc là vật nó cứng, vật nó to hẳn đấy, mình chúng ta không thể thay đổi được nó thì chúng ta mới làm cắt. Chứ còn làm mà mất an toàn lao động thì thực sự nguy hiểm lắm. Đấy, thì chia sẻ với mọi người nhé. Mọi người lưu ý là em báo giá hết rồi. Giá chỉ loanh quanh tầm 500-400 mấy cái thân. Còn hai con mài điện này thì dùng công trình, dùng gia đình cũng ok luôn. Giá của nó chỉ khoảng 380 con này, và con này 550, có thêm cái chống khởi động lại. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.